Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức quốc tế ở Glasgow, Scotland sẽ diễn ra một cái cuộc hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc tổ chức, đó là COP26, tức là hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu. Và Việt Nam đã cử phái đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự cùng với các vị Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Công An cùng với nhiều các đơn vị doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham gia tháp trùng cho cái chuyến đi đặc biệt này, thưa quý vị. Và chuyến đi này được coi như là 3 trong 1, vừa họp về biến đổi khí hậu, vừa ký kết kinh tế làm ăn, vừa thăm Vương quốc Anh và nước Cộng hòa Pháp, thưa quý vị. Nói chung là một chuyến đi có thể nói rằng cho tới hôm nay thì là một chuyến đi thành công, khi mà đã ký kết trên 26 hợp đồng và tổng trị giá trên 2 tỷ đô la. Có thể nói rằng việc đầu tiên là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ Thủ hiến Scotland bà Sturgeon, và hai bên đã trao đổi và đã đặt những cái mối quan hệ lên một cái tầm cao mới, thưa quý vị. Và cái buổi ra mắt đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đó là chứng kiến sự ký kết của công ty Bamboo Airways và bên phía nước Anh để mở đường bay thẳng Việt Nam và Vương quốc Anh, thưa quý vị. Thì có thể nói đây là một cái bước tiến rất quan trọng. Và bên phía Việt Nam sẽ có 2 sân bay lớn tham gia trong cái đường bay thẳng này, đó là sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Nội Bài Hà Nội. Thì theo dự kiến, công ty Bamboo Airways sẽ lấy khách từ 2 thành phố này rồi sau đó bay thẳng qua bên Anh bằng máy bay Boeing 787-9, thưa quý vị. Và trên cái hành trình ngược lại thì từ Anh, tức là từ phi trường Heathrow cổng số 2, thì máy bay Bamboo Airways sẽ chở ngược khách từ London về lại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Tân Sơn Nhất, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng đây là một cái bước tiến rất quan trọng và rút ngắn cái hành trình giữa Việt Nam và nước Anh. Và có thể nói rằng việc rút ngắn này thì hiện nay theo dự kiến chỉ bay tầm khoảng 13 đến 14 tiếng đồng hồ là quý vị từ Việt Nam có thể sang Anh và từ phía Anh có thể sang Việt Nam, và không cần quá cảnh ở bất cứ quốc gia nào, thưa quý vị. Hoặc trong trường hợp hàng hữu thì chỉ ghé đổ xăng rồi đi tiếp, không phải chờ lâu ở một quốc gia trung gian. Thì đó là nội dung của cái đường bay thẳng. Và có thể nói rằng là công ty Bamboo Airways đã bước đi những bước đi rất đột phá khi mà làm cái cầu nối giữa hai quốc gia. Và chúng ta cũng được biết là vào tháng 5 năm 2021 thì việc thương thảo giữa cái hiệp định thương mại tự do UKVN FTA đã được ký kết, thưa quý vị. Sau nhiều năm nỗ lực đàm phán giữa hai bên thì có thể nói là Việt Nam sẽ xuất khẩu sang nước Anh và đồ đạc của khối thịnh vượng chung nước Anh sẽ xuất khẩu qua Việt Nam. Hiện nay thì có thể nói rằng giao thương hai chiều thì phía Việt Nam đạt trên 5 tỷ 800 triệu đô la, trong khi bên phía nước Anh chỉ xuất sang Việt Nam chỉ có 800 triệu đô la, thưa quý vị. Và cán cân thì nghiêng về phía Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu mạnh. Thì việc mà đạt được UKVN FTA đã mở ra một cánh cửa rất lớn cho hàng hóa xuất khẩu sang khối thị trường chung nước Anh, chẳng hạn như là Ireland, như là Scotland, như nước Anh, vân vân. Và chúng ta biết rằng đây là cái hiệp định thương mại tự do khác với cái hiệp định thương mại tự do đối với Liên Âu, vì nước Anh đã chính thức rút khỏi Âu Châu, còn gọi là Brexit.
Thì có thể nói rằng giai đoạn đầu thì công ty Bamboo Airways sẽ tổ chức những chuyến bay coi như là khai thác ở cái mức độ từ thấp đến cao, thưa quý vị, và tùy chỉnh theo cái lượng khách đăng ký mua máy bay đi sang nước Anh có tăng hay giảm, thì công ty Bamboo Airways sẽ tùy chỉnh theo cái lượng đó, và chắc chắn rằng tần suất sẽ ngày càng gia tăng và tùy theo mùa, tùy theo lượng khách đăng ký. Thì có thể nói là đây một cái lựa chọn rất tốt cho những người muốn đi nhanh, muốn về nhanh, muốn coi như là giảm bớt cái thời gian chờ đợi ở các sân bay quá cảnh. Đây là một tin tức rất tốt cho Việt Nam và cho công ty Bamboo Airways. Xin chúc mừng ông Tổng Giám đốc Trịnh Quyết và tập đoàn Bamboo Airways đã có những cái mang chuông đi đánh xứ người, và chắc chắn là sẽ tạo ra những cái nguồn thu nhập và đóng thuế cho chính quyền, chính phủ Việt Nam một cách sòng phẳng, thưa quý vị. Và có thể nói sau khi mà chứng kiến buổi ký kết giữa tập đoàn Bamboo Airways và bên phía Anh, thì đã có 26 hợp đồng giữa phái đoàn của Việt Nam và các đối tác nước Anh. Trong đó có việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo là tổng giám đốc công ty Vietjet cũng đã đặt mua của hãng Rolls-Royce 400 triệu đô la động cơ mới của hãng Rolls-Royce để mà bổ sung cho cái việc mà tiết giảm nhiên liệu và có thể là tạo nên cái sự cạnh tranh lớn, thưa quý vị. Khi mà tiết kiệm nhiên liệu thì chắc chắn những máy bay sẽ có giá thành giá vé rẻ, khiến cho thu hút rất nhiều hành khách, và hành khách được hưởng lợi từ cái việc mà giảm nhiên liệu tiêu thụ của mỗi động cơ. Và được biết rằng mỗi động cơ mới này thì có thể tiết giảm từ 15 cho tới 20% khối nhiên liệu trên một cái hành trình, xin thưa quý vị như vậy. Và sau đó thì đã có những ký kết khác, như tập đoàn Vingroup đã ký kết để mà có thể sản xuất vaccine phòng chống Covid-19, rồi có sự hợp tác giáo dục giữa Đại học Oxford với phía Việt Nam, rồi có sự hợp tác giữa công ty đầu tư Affinity đối với SD Bank của Việt Nam. Và bên phía Scotland cùng với phía Anh cũng đã giới thiệu những dự án về điện gió đang được hoạt động tại Scotland rất hiệu quả cho phái đoàn của Việt Nam, và hy vọng là trong tương lai sẽ có những cái ký kết mới, những hợp đồng mới về vấn đề mà dự án điện gió để mà có thể phát điện tại Việt Nam. Thì có thể nói rằng phái đoàn lần này với tổng số hợp đồng trên 26 và số trị giá lên tới 2 tỷ đô la là một chuyến đi có thể nói thành công về mặt kinh tế, đồng thời là Việt Nam cũng sẽ góp tiếng nói vào cái hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 này. Thì trong vài giờ tới đây thì hội nghị biến đổi khí hậu quốc tế sẽ được khai mạc. Hiện nay thì ngay tại nơi trung tâm hội nghị đã có hàng ngàn người chưa được vào trung tâm, thưa quý vị. Và báo chí cũng đã chê trách nước chủ nhà đã có những cái sự gọi là cấu thả, gọi là không chuẩn bị trước, khi mà có tới trên 120 quốc gia trên thế giới cử phái đoàn đi, và coi như là bên phía Anh đã chuẩn bị không tốt, thưa quý vị. Và trong vài giờ tới đây thì Thủ tướng Johnson nước Anh sẽ đọc diễn văn khai mạc. Nhưng mà ở tại ngay trước cửa thì hiện nay tin tức cho biết đã có hàng ngàn người vẫn chưa được vào. Và đó là cái tình hình cập nhật mới nhất. Thì trong chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có một buổi gặp gỡ với các
người Việt sinh sống tại khối thịnh vượng chung nước Anh, và buổi diễn ra tại thành phố Edinburgh, và có khoảng 100 người gốc Việt, kiều bào gốc Việt, những người học tập sinh sống tại nước Anh, Scotland, Ireland, đã gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đã đề đạt ra rất nhiều nguyện vọng, và đã diễn ra một cách rất tốt đẹp. Thì tin tức bên ngoài là trước chuyến đi của phái đoàn Thủ tướng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, thì ở bên Đức có ông Nguyễn Văn Đài đã lên YouTube và công bố một cái tập tài liệu mà ông nói đây là hồ sơ vụ kiện. Lúc thì ông nói là thỉnh nguyện thư để mà sử dụng cái luật gọi là Magnitsky, để mà ông nói rằng trong cái vụ kiện của ông là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình, tức là chánh án tòa án tối cao của Việt Nam, trong cái vụ thỉnh nguyện thư, hay trong cái gọi là mở ngoặc đóng ngoặc hồ sơ kiện của ông Nguyễn Văn Đài. Và theo cái YouTube cho biết thì ông Nguyễn Văn Đài cùng với 9 tổ chức khác đã muốn Liên Âu đưa ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông chánh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình vào danh sách chế tài theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Thì trong cuộc gặp gỡ với các người gốc Việt, kiều bào gốc Việt, Việt kiều sinh sống ở Vương quốc Anh, thì Thủ tướng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ông Phạm Minh Chính cũng đã nói và đã tuyên bố là sẵn sàng nói chuyện đối thoại với bất cứ ai về vấn đề nhân quyền. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.